Rồi quý bà con nào quan tâm thì có thể quan sát tụi em thì phạm cái cách làm vườn bonsai. Bây giờ tụi em xin phép bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta có một trái dừa khô như thế này thì chúng ta sẽ lột ra. Em lột ra nha. Hiếu trái. Đó. Đem ra rồi. Đưa rồi. Đó, chúng ta lột ra như thế, chúng ta kiểm tra có mầm hay không để chúng ta đem đi ủ ủ ẩm ha. Rồi, như cái này là đang có mầm, là cái phôi rất là tốt nha. Rồi, chúng ta chỉ là có mầm rồi, chúng ta sẽ tới cái bước là ôm. Đó, rồi, thì chúng ta ôm, ôm khi nào mà nó lên cái mầm tầm khoảng 5cm như nhà bonsai dừa Sóc Trăng đang thi phạm ở đây, em Nhân đang thi phạm ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ dễ ếm. Đó, chúng ta cứ cắt nhẹ nhàng rồi để nguyên như thế một thời gian á, nó sẽ khô, nó bung ra rồi chúng ta mới xử lý tiếp ha. Dùng tay là chữ ơi, khô vàng nó ra, khô vàng nó nổi. Những cái phần bên ngoài là tụi em thường gọi là cái áo giáp của cái mọng dừa, cho nên là những cái đó là bước đầu tiên muốn cây dừa bonsai lụng đẹp thì chúng ta phải cắt như em Nhân đang làm, thì để sau này á cho cái lá nó không lên cao nữa. Tôi quý vị có thể làm như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cây bonsai đẹp ha. Dạ, thường những cái mọng đó nó lên như vậy á, là có mọng á là 4 cái áo giáp, có mọng là 3 cái áo giáp, như cái mọng em Nhân đang thi phạm là 3 cái áo giáp. Nếu 4 cái áo giáp thì mọi người cắt hết 4 cái áo giáp luôn ha, chỉ chờ dừa cái phần đọt non bên trong mọc ra thôi. Mọi người nhớ tét ra là tét về dừa thôi, đừng có tét sát quá, tét sát chứ chúng ta cấn nước á nó sẽ bị úng nè. Rồi Nhân đang thi phạm là tới cái phần là cắt cái áo ôm, mọi người tụi em gọi là cái áo ôm, cái áo ôm cho cái dừa bonsai thì chúng ta cắt nhẹ xuống, rồi nhẹ nhàng lấy cái áo ôm của cái dừa ra. Rồi vậy là xong một bước tách bẹ đầu tiên cho cái dừa bonsai, thì chúng ta cứ để vậy một thời gian thì cái đọt non bên trong lên một chút nữa, rồi những cái áo giáp chúng ta cắt ra bên ngoài á nó khô lại đó, rồi chúng ta mới xử lý tiếp. Đây cái mẫu tiếp theo, một thời gian á chúng ta cắt á là nó sẽ ra như vậy. Đó là cái bước tiếp theo, là cái phôi đang xanh là cô chú chị mình đang quan sát nó khô như thế, rồi chúng ta bắt đầu xử lý đó. Rồi chúng ta bắt đầu xử lý, cắt bỏ những cái phần khô đi nè. Đó, đầu tiên là cắt bỏ những cái phần khô đi như em Nhân đang cắt. Chúng ta làm vừa bonsai á, chúng ta cần dành thời gian dài cho nó, chúng ta mới có được những cây bonsai đẹp. Dùng vô chăm chú cho nó cái gì cũng vậy, chúng ta chăm chút cho nó thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm đẹp ha. Thì những cái bước đầu tiên thì chúng ta làm như thế. Cắt, dọn những cái phần khô cho nó xong, rồi cái bước tiếp theo mới là quan trọng cho chú anh chị. Để chú anh chị có thể đợi một chút nữa thì bạn Nhân sẽ biểu diễn cho cô chú anh chị mình xem. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tách bẹt gọi là tách áo ôm, thì chúng ta sẽ cắt xuống nhẹ nhàng, cắt từ trên xuống mà nhẹ nhàng, cắt làm sao cho nó phạm vô bên trong nha mọi người. Bởi vì chúng ta cắt á, mạnh tay quá nó phạm bên trong thì sau này cái mẹ nó lớn lên á, nó sẽ có thẹo rất là xấu ha. Chúng ta cắt chưa quen á, thì chúng ta cứ nhẹ nhàng từ từ, gạch từ nhẹ nhẹ từ từ thôi. Còn anh em nào mà cắt quen thì có thể gạch mau lên một chút, nhưng mà dùng cái lực tay nhẹ thôi để đừng có để thẹo bên trong. Chúng ta muốn cái cây lùng á thì chúng ta tách bẹ sát xuống luôn, còn chúng ta muốn chơi tông cao thì chúng ta chừa lại một ít để cho nó ôm, nó cái bẹ ở ngoài nó ôm để cái đọt non lên cao ha. Thì cô chú anh chị nào thích chơi tông cao thì chúng ta chọn cái cách cắt chừa lại một ít, còn cô chú anh chị nào muốn chơi tông mini, siêu mini thì chúng ta cắt sát luôn như bạn Nhân đang biểu diễn, là chúng ta đang cắt để lấy cái cây dừa bonsai sau này là siêu mini hoặc là mini siêu lùng, là chúng ta cắt sát xuống. Đó, Nhân có thể quay cái ra ngoài cho mọi người xem đó. Là cái áo ôm đó, mọi người lấy cái áo ôm đó ra thì nó sẽ không ôm cái đọt non lên nữa em mọi người. Cái áo đó là nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không cắt thì nó ôm cái đọt non bên trong lên cao thì chúng ta sẽ không có cái vụ sai lụng được đẹp ha. Rồi, chúng ta nhẹ nhàng lấy cái bẹ ra cái áo ôm ra. Rồi, cái bước tiếp theo á là chúng ta sẽ lấy cái áo ôm của cái đọt non bên trong để cho nó lụng, cái đọt non nhỏ bên trong nó lụng lại,
sau này nó ra nó sẽ lùn. Mà bên trong đây là mọi người phải nhất định là cẩn thận hơn nữa nha, tại là nó rất là non luôn đó. Bên trong mà cắt không được thì chúng ta có thể quay cái mũi dao xuống nhẹ nhàng kéo lên như bạn nhạc đang biểu diễn cho mọi người xem. Đó, chúng ta cần nhẹ nhàng tỉ mỉ như vậy đó, chăm cái cây này rất là khó đó mọi người. Thấy bạn Nhân đã biểu diễn tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cẩn thận, năng niu không? Như là chăm em bé đúng không mọi người? Đúng không? Mấy chục dừa hả mấy? Không, cắt từ từ thôi. Cắt từ từ thì chúng ta sẽ cắt được à. Đó. Đó. Bạn Nhân đang biểu diễn là cầm cái đọt lại để chúng ta có thể làm gãy nó, thì kịp lại thì chúng ta hạn chế được. Rồi chúng ta cắt cái đọt bên trong, thì một là chúng ta muốn chơi cái lá lục xim xi thì chúng ta tìm đến cái nắp lá bên trong nha. Còn không thì chúng ta cắt xuống phân nửa thôi, phân nửa để cho nó sau này lên là chúng ta được cái siêu lục rồi. Đó mọi người chú ý, bạn Nhân đang biểu diễn bẻ cái bẻ ra cho nó bung ra thì mọi người nhớ giữ cái cổ dừa, không giữ là bẻ nó gãy nha. Đó bạn Nhân đang biểu diễn rồi, biểu diễn bên ngoài luôn nha mọi người. Đó chúng ta phải giữ là bẻ nhẹ nhàng, giữ cái cổ dừa lại, không giữ là bẻ sẽ gãy cái cổ dừa, cái bẻ dừa thôi. Thì công kỹ làm rồi, nãy giờ rồi lỡ bẻ gãy cái là tiếc lắm mọi người. Đó, cứ nhẹ nhàng chúng ta uống nó ra. Rồi, được rồi nha. Vậy là một cái bước tiếp theo là đã xong. Thì tới cái bước là khi mà cái cây nó nhiều lá rồi thì chúng ta cái bước này á là chúng ta làm gọi là liên tục. Những cái lá nó sao thì chúng ta cắt theo cái bước như thế. Ở bên ngoài chúng ta cắt sát xuống, bên trong thì chúng ta cắt xuống phần nữa. Sát trong đọt non thì chúng ta cứ cắt phần nữa những cái lá sao cũng y gan như thế. Rồi xong xuôi là chúng ta sẽ được cái cây thành phẩm. Rồi được rồi nha, lấy lên nha.